Chào các em học sinh thân mến, cô tên là Trần Thị Danh, giáo viên trường trung học cơ sở Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một chủ đề trong môn lịch sử 8. Nếu như ở chương 1 lịch sử Việt Nam, các em đã chứng kiến những trang sử bi tráng của dân tộc với cuộc xâm lược của thực dân Pháp, sự bạc nhược của triều đình nhà Nguyễn và tinh thần anh dũng của nhân dân ta chống lại sự xâm lược bảo tàng của bọn thực dân Pháp. Thì hôm nay cô và các em sẽ bước sang một chủ đề mới, chủ đề chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam. Đây là giai đoạn Pháp hoàn thành xong việc bình định Việt Nam và tiến hành khai thác thuộc địa. Cụ thể, các em quan sát các cái mốc thời gian sau. Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Đến năm 1884, Pháp hoàn thành xâm lược vũ trang ở Việt Nam. Và đến năm 1896, cơ bản hoàn thành bình định Việt Nam. Và từ năm 1897 đến năm 1914, hoàn thiện bộ máy cai trị ở Việt Nam. Cụ thể, hôm nay các em sẽ tìm hiểu cho cô thực dân Pháp cai trị nước ta từ năm 1897 đến năm 1914 như thế nào. Một là mã, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp năm 1897 đến năm 1914. Một nhỏ, tổ chức bộ máy nhà nước. Vậy, câu hỏi đặt ra cho các em. Sau khi chiếm được nước ta, thực dân Pháp đã làm gì? Thì thực dân Pháp đã làm đó là năm 1897, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Campuchia. Cụ thể, các em quan sát bản đồ Liên bang Đông Dương gồm 3 nước, Việt Nam, Lào và Campuchia. Và lúc này Pháp chia Liên bang Đông Dương thành 5 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, xứ Lào và xứ Campuchia. Vậy, câu hỏi cô muốn hỏi các em nữa là tổ chức bộ máy nhà nước được Pháp xây dựng như thế nào? Thì các em quan sát trên bảng đó là Liên bang Đông Dương gồm toàn quyền Đông Dương, Bắc Kỳ đứng đầu là thống sứ, Trung Kỳ đứng đầu là khâm sứ, Nam Kỳ đứng đầu là thống đốc, Campuchia là khâm sứ đứng đầu, Lào là khâm sứ đứng đầu. Và dưới nữa đó là bộ máy chính quyền cấp kỳ do người Pháp nắm giữ. Dưới nữa đó là bộ máy chính quyền cấp tỉnh, huyện do người Pháp cai trị. Và dưới nữa đó là bộ máy chính quyền cấp xã thôn do người bản xứ Tây Sai của Pháp cai trị. Riêng sơ đồ tổ chức nhà nước Việt Nam cũng giống như vậy. Đứng đầu là toàn quyền Đông Dương do người Pháp đứng đầu. Dưới nữa đó là thống sứ Pháp đứng đầu Bắc Kỳ, khâm sứ Pháp đứng đầu Trung Kỳ và thống sứ Pháp đứng đầu Nam Kỳ do người Pháp cai trị. Dưới nữa đó là các tỉnh do người Pháp nắm giữ. Dưới nữa đó là phủ huyện châu Pháp và người bản xứ cùng nhau cai trị. Và dưới nữa là xã do người bản xứ Tây Sai của Pháp cai trị. Và các em quan sát hình ảnh Đô Me, viên toàn quyền Đông Dương và phủ toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội. Dinh toàn quyền Đông Dương của Pháp tại Sài Gòn, nay là dinh Thống Nhất. Vậy, ở mục này các em có thể chốt lại cho cô những kiến thức như sau. Tháng 10 năm 1897, Pháp lập ra Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, đứng đầu là toàn quyền Đông Dương. Việt Nam chia làm 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ với 3 chế độ khác nhau. Bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương đều do Pháp nắm giữ. Chúng ta kết luận một câu rằng bộ máy nhà nước mang tính thuộc địa nửa phong kiến. Và khi em quan sát lược đồ cuộc xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương vào thế kỷ thứ 19. Và một cái tác phẩm nó phản ánh xã hội lúc bây giờ dưới sự cai trị của thực dân Pháp, đó là tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Vậy, câu hỏi cô hỏi các em nữa là Pháp tổ chức bộ máy cai trị như vậy nhằm mục đích gì? Và mục đích của Pháp là gì các em? Pháp lập nên bộ máy nhà nước nhằm chia rẽ đất nước, chia rẽ dân, dân tộc, kết hợp giữa nhà nước thực dân với quan lại phong kiến để cai trị nhân dân Đông Dương một cách chặt chẽ hơn, để bóc lột làm nhiều cho tư bản Pháp và biến Đông Dương trở thành một tỉnh của Pháp nhằm xóa tên 3 nước Đông Dương, Việt Nam, Lào và Campuchia ra khỏi bản đồ thế giới.
Vậy, bên cạnh thực hiện chính sách về cai trị đất nước, thì thực dân Pháp tiến hành những chính sách khai thác kinh tế. Vậy, thực dân Pháp đã thực hiện những chính sách nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai nhỏ, đó là chính sách kinh tế. Vậy, thực dân Pháp đã thực hiện những chính sách khai thác trên những lĩnh vực kinh tế nào các em? Đó là kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thương nghiệp và tài chính. Đối với kinh tế nông nghiệp, các em sẽ quan sát cho cô những cái hình ảnh sau. Nông dân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Và cái bảng số liệu ruộng đất bị Pháp chiếm. Nếu năm 1890, Pháp chiếm cả nước đó là 10.900 hectare, thì đến năm 1900, con số đã tăng lên đó là 301.000 hectare. Riêng ở Nam Kỳ, đó là 1.528.000 hectare vào năm 1910. Và Bắc Kỳ, đó là 470.000 hectare vào năm 1912. Về hình ảnh công nhân làm việc trong các đồn điền cao su dưới sự giám sát của các ông chủ người Pháp. Cho nên có câu, cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bụng beo. Cao su đi dễ khó về, khi đi mất vợ khi về mất con. Cao su sinh tốt là đời, mỗi cây bón một xác người công nhân. Vậy về nông nghiệp chúng ta có thể chốt lại kiến thức như sau. Pháp đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất để mở đồn điền. Còn đối với lĩnh vực kinh tế công nghiệp thì Pháp đẩy mạnh đó là khai thác mỏ. Mà đặc biệt nhất đó là Pháp tập trung vào việc khai thác các cái mỏ than. Các em quan sát cái bảng thống kê về tổng sản lượng khai thác than. Nếu năm 1903 sản lượng khai thác than đó là 285.915 tấn, thì đến năm 1913 con số này tăng gần gấp đôi, đó là 500.000 tấn. Và các em quan sát một số hình ảnh nhà máy xi măng Hải Phòng, nhà máy khai thác và chế biến gỗ, nhà máy rượu ở Hà Nội. Vậy về công nghiệp chúng ta có thể chốt lại kiến thức như sau. Đẩy mạnh khai thác mỏ và sản xuất chế biến. Và để phục vụ cho công cuộc khai thác của mình, Pháp đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng hệ thống giao thông vận tải. Và các em quan sát cái tuyến đường sắt Việt được xây dựng vào năm 1902. Và về giao thông vận tải, các em quan sát một số cái hình ảnh nữa, đó là cầu Long Biên xưa do Pháp xây dựng. Ga xe điện Sài Gòn. Về giao thông vận tải thì Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải đường thủy, đường bộ, đường sắt để phục vụ cho mục đích khai thác của mình. Còn đối với thương nghiệp và tài chính, khi em quan sát hình ảnh ngân hàng Đông Dương, hiện nay nó là ngân hàng nhà nước Việt Nam. Về thương nghiệp và tài chính thì Pháp tiến hành tăng thuế cũ, thu thêm thuế mới để độc chiếm thị trường Việt Nam. Vậy, các em có thể trả lời cho cô câu hỏi sau. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đối với nền kinh tế nước ta? Vậy, chúng ta xét trên hai yếu tố. Tác động thứ nhất đó là tác động về mặt tích cực trước. Tích cực ở đây là những yếu tố của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào nước ta. So với nền kinh tế phong kiến, nó có nhiều tiến bộ của cải vật chất sản xuất được nhiều hơn. Nhưng bên cạnh cái tích cực đó thì nó đem lại rất là nhiều tiêu cực, đó là tài nguyên thiên nhiên bị vơ vét cạn kiệt. Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa cho Pháp và vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trên mọi lĩnh vực. Khi em quan sát cho cô các cái nguồn lợi của Pháp ở Việt Nam. Và cơ cấu kinh tế Việt Nam nó có sự biến chuyển ở cuối thế kỷ thứ 19 và sang cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Vậy, các em có thể kết luận lại cho cô một câu. Kinh tế Việt Nam về cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu,
phụ thuộc vào Pháp. Vậy, về văn hóa giáo dục, Pháp đã thực hiện những chính sách gì? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang ba nhỏ. Chính sách văn hóa giáo dục. Thì các em quan sát cho cô một số cái hình ảnh sau. Hình ảnh về lớp học hồi xưa. Và học sinh trong các cái giờ học. Vậy các em quan sát cái sơ đồ hệ thống giáo dục phổ thông thời Pháp thuộc. Gồm 3 bậc, bậc áo học, bậc tiểu học và bậc trung học. Và một số cái trường, trường Đại học Đông Dương, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Bưởi, trường Chu Văn An Hà Nội. Và trong các cái giờ học của học sinh. Vậy về chính sách văn hóa giáo dục, chúng ta có thể chốt lại những kiến thức như sau. Vẫn duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến. Về sau cải cách giáo dục theo chương trình giáo dục Pháp và mở một số cơ sở văn hóa y tế. Vậy mục đích của việc mở các cơ sở văn hóa là gì các em? Nhằm Pháp muốn tuyên truyền những cái văn hóa đồ trị, duy trì các cái thói hư tật, tật xấu. À, cụ thể khi em quan sát những hình ảnh, đó là hình ảnh cảnh hút thuốc phiện, cờ bạc, mê tín dị đoan, rượu chè, vân vân. Cho nên trong tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã viết: chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, chúng thẹn tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta, chúng tắm những cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu, chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân, chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Vậy các em đánh dấu button cho cô. Thực hiện chính sách ngu dân, nô dịch về văn hóa. Vậy các em trả lời cho cô câu hỏi sau. So với trước đây, mục đích giáo dục nước ta ngày nay có gì khác? Thì giáo dục hiện nay đó là nhằm đào tạo nhân tài, phát triển nhân lực, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Vậy, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã có tác động rất lớn đến xã hội, dẫn đến xã hội Việt Nam có sự phân hóa. Vậy, xã hội lúc này có sự biến chuyển ra sao? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang Hai La Mã, những biến chuyển của xã hội Việt Nam. Chúng ta đi tìm hiểu một nhỏ ở các vùng nông thôn. Thầy, câu hỏi đặt ra cho các em, sao theo các em? Nông thôn Việt Nam thời kỳ này gồm những giai cấp tầng lớp nào? Thì có hai giai cấp cơ bản nhất, đó là giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân. Vậy thái độ của giai cấp này như thế nào? Về giai cấp địa chủ phong kiến thì sao các em? Đa số đầu hàng, làm chỗ dựa tay sai cho thực dân Pháp. Một số địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước. Còn đối với giai cấp nông dân, khi em nhìn vào các cái bức ảnh và khi em có nhận xét gì về đời sống của giai cấp nông dân Việt Nam thời Pháp thuộc? Và các em đọc cái đoạn thơ của Tố Hữu: nửa đêm thế thúc trống dồn, sân đình máu chảy làng thôn lính đầy, cha trốn ra hòn gai cuốc mỏ, anh chạy vào đất đỏ làm phu, bán thân đổi mái đồng xu, thịt xương vùi gốc cao su mái tầng, con nói lạ ôm lưng mẹ khóc, mẹ điệu con đấu thấp cầm hơi, kiếp nghèo cơm vải cơm rơi, biết đau nẻo đất phương trời mà đi. Qua đó tôi thấy đời sống của giai cấp công nhân như thế nào các em? Tuy số lượng đông đảo, bị bóc lột nặng nề nhất và bằng cùng hóa nhất, họ sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập. Một bộ phận nhỏ mất việc làm vào làm trong các hầm mỏ, đồn điền. Bên cạnh hai giai cấp cũ thì ở đô thị phát triển có sự xuất hiện các giai tầng mới.
chúng ta tìm hiểu rõ hơn trong mục 2 nhỏ đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp tầng lớp mới. Vậy, qua các bức ảnh các em quan sát, em có nhận xét gì về tình hình đô thị Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20? Thì lúc này, ở đô thị xuất hiện và phát triển rất là nhanh với nhiều đô thị mới. Một số giai cấp tầng lớp mới xuất hiện và có địa vị kinh tế, thái độ chính trị khác nhau. Cụ thể, đó là ba giai cấp tầng lớp tư sản, tiểu tư sản và cao nhân. Đối với tư sản, nghề nghiệp của họ đó là kinh doanh công thương nghiệp. Thái độ cách mạng của họ là thỏa hiệp với đế quốc, một bộ phận nhỏ có tinh thần dân tộc. Đối với tiểu tư sản thành thị, nghề nghiệp của họ làm công ăn lương, buôn bán nhỏ, thái độ cách mạng, tích cực tham gia cuộc vận động cứu nước đầu thế kỷ 20. Còn đối với giai cấp công nhân, bán sức lao động, làm thuê, thái độ cách mạng của họ là kiên quyết đấu tranh chống lại chủ và đòi cải thiện đời sống. Vậy, xu hướng cứu nước mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc như thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang ba nhỏ xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. Vậy, các em có thể nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỷ 20 và giải thích vì sao cho cô nè. Lúc này, trí thức nho học tiến bộ ở Việt Nam, họ cứu nước theo con đường đó là gì các em? Dân chủ tư sản. Và vì sao? Đó là vì họ học hỏi theo các nước Nhật Bản và muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản. Vậy, kết thúc chủ đề này, các em làm cho cô các bài tập củng cố sau. Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi như thế nào? Câu thứ hai, cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, ở các đô thị Việt Nam phát triển như thế nào? Xã hội xuất hiện những giai cấp tầng lớp mới nào? Thái độ của họ đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào? Và câu hỏi thứ ba, xu hướng cứu nước đầu thế kỷ 20 là gì? Chủ đề đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em.